Từ thời xa xưa, lũ quỷ Oni luôn hoành hành và quấy rầy đến cuộc sống của con người. Thời thế thì tạo anh hùng, lúc đấy đã có một người cưỡi rồng đến chinh phạt hết tất cả lũ quỷ. Chỉ một vài chiêu thức cùng với chiến thú của mình anh đã triệt hạ hoàn toàn, chỉ còn lại đống hoang tàn trong trận chiến mà anh tự mình gây ra. Có lẽ vì thứ sức mạnh kinh khủng này mà nhà vua đã hạ lệnh bắt anh vì tội mưu phản, quá bất mãn nên anh đã quyết định tự làm lại cuộc đời mình. Bằng cách chuyển sinh sang một thế giới khác, tại đây anh ta đầu thai thành một cậu nhóc 5 tuổi tên là Ka sinh ra trong một gia đình nhà quý tộc nhưng lại là con của vợ thứ, đã thế lại còn là một người vô năng nên cậu bị anh em ruột của mình khinh thường. Trong thế giới người ta sử dụng sức mạnh phép thuật để đánh giá lẫn nhau mà Sai Ca lại không có phản ứng với bất kỳ nguyên tố ma thuật nào. Những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả, dù cơ thể mới này không có ma lực nhưng cậu vẫn tràn đầy chú lực để tìm hiểu về thế giới mới này. Sai Ca đã niệm chú để thả thức thần ra, chúng sẽ thay cậu quan sát thế giới này ngay cả khi ở nhà. Saika cũng có thể điều khiển chúng bảo vệ mình khi bị thằng anh hai Gray bắt nạt. Ông anh cả lút thì có vẻ điềm tĩnh và hiền lành hơn. Vừa là con của vợ lẽ, vừa là một người không có ma lực nên Saika đã lớn lên trong sự cô đơn. Hầu như chẳng có ai bắt chuyện với cậu trừ hai người trong gia đình này. Một là cô hầu gái Efa hay tìm đồ linh tinh mà Saika bị thằng anh giấu đi, hai là chính thằng anh Grey hay trêu cậu. Ngày nào cũng ra khoe khoang mình chuẩn bị vào học ngôi trường ma thuật danh giá Zonea, lúc nào cũng trêu gẹo Saika không có ma lực không cần phải đi học thích thật đấy. Đã thế hôm nay Saika quyết định đi học cũng cha và hai anh để xem năng lực tụi mày thế nào, nhìn cũng chuyên nghiệp đấy. Niệm chú rõ to rồi bắn ra mấy hạt bụi, Gray thách thức Saika mặc dù biết cậu không có ma lực, cậu không muốn thể hiện sức mạnh của mình sớm như này, nhưng chân lý kẻ yếu mãi mãi bị tước đoạt luôn hiện hữu nên Saika đành phải ra tay. Chẳng cần niệm chú cậu cũng bắn ra được một ngọn lửa màu xanh rất mạnh mẽ, ba người bất ngờ cũng là điều dễ hiểu thôi. Saika xin đi học ma thuật cùng các anh nhưng không được, đổi lại cậu được cha thuê gia sư cho để dạy cậu mọi thứ đương nhiên sai rất chăm chỉ học hỏi những thứ về thế giới này chứ dăm ba cái phép thuật cậu đã nắm được hết từ lúc sinh ra cứ vậy cho đến lúc sai được 11 tuổi cậu không thể chịu được sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nữa nên đã quyết định triệu hồi một linh thú ra để nói chuyện những con thú cậu đã phong ấn được và gửi đến linh giới sai ca quyết định gọi con thú hiền nhất trong số đó ra để trò chuyện là một cô bé dễ thương như vậy sao năng lực này sinh quá tôi cũng muốn có Cô bé tên là Yuki vốn là một con cáo trắng thành tinh, vì không muốn quay trở lại linh giới nên đã biến nhỏ để trốn trong người sai ca. Thằng Gray cũng bắt đầu đến tuổi động dục, tò mò về mấy cái cơ thể của người khác giới nên định dụ Efa về phòng mình chơi, may mà lúc đấy sai ca tới đúng lúc để giải vây. Giờ cậu đã khẳng định được vị thế của mình nên chẳng sợ bố con thằng nào, tiện đây Efa cũng nhờ sai một chuyện, đó là cứu một bé Pokemon đang bị thương, tưởng cái gì chứ cái này tôi không làm được saika cũng thế nhưng cậu lại có thể dùng bùa chú này tôi thấy mấy trò của mấy ông thầy bên thái lan hay làm lắm này lấy kim chọc vào đít hình như là khỏi ngay bệnh trĩ saika nói rằng efa giống mình tuy không có ma lực trong người nhưng lại có những khả năng rất đặc biệt cậu đã phát hiện ra cô có thể nhìn được những thứ mà người thường không thể thấy được đó là những linh hồn và tinh linh chúng thường giúp đỡ efa mỗi khi cô gặp khó khăn kể ra có chúng để bầu bạn thì cũng tốt đã thế efa còn có thể nhờ vả được tinh linh đây là một điều cực kỳ khó không phải ai nhìn thấy tinh linh cũng có thể làm được ở kiếp trước sai đã thử rất nhiều lần rồi mà không được cậu luôn tìm một đứa trẻ có khả năng đó để làm bạn đồng hành nhưng không ngờ phải sang thế giới mới mới tìm được cậu gọi ra một ngọn lửa và bảo efa hãy dập tắt nó đi không có ma lực thì hãy nhờ sự giúp đỡ của tinh linh gió mỗi lần efa ra lệnh thì các tinh linh thực hiện gần như ngay lập tức tuy còn non yếu nhưng sai ca có thể chỉ bảo được cậu muốn cô cùng luyện tập ma thuật với mình nhưng thực chất là lùa gà để về sau làm thịt đấy suốt một năm trời Efa chỉ tập đúng một bài làm lính cứu hỏa, đương nhiên là công sức bỏ ra sẽ chẳng bao giờ là lãng phí cả, vào một ngày không mưa cũng không nắng. Hai thằng anh lại tới kiếm chuyện với Saika, Gray nói rằng sẽ huấn luyện kiếm thuật cho cậu vì những người không có ma lực, không làm pháp sư được thì phải đi lính, đây coi như bài luyện tập trước để vào đấy đỡ bỡ ngỡ. Chưa kịp đồng ý thì nhận được một tin báo, một con quái vật loại khủng vừa vượt qua cánh cổng của thành phố. Và theo đường đi của nó thì nó đang tiến thẳng tới biệt thự này, chẳng biết nguồn tin từ đâu ra nhưng con quái vật đã tới tận đây rồi đó là một con kỳ nhông lửa. Ray hoảng sợ đã tìm cách chạy trốn trước, còn Saika đã chạy thẳng ra ngoài chỗ của nó. Con kỳ nhông đang chuẩn bị tấn công hai cô hầu gái. Saika chưa kịp ra tay thì Efa đã tự bảo vệ được cho mình, đúng là không ủng công một năm trời luyện tập. Saika dụ nó ra phía sau khu vườn để tránh thiệt hại. Cậu nhảy lên và tung chiêu đánh bại nó, chỉ trong một đòn duy nhất và không hề khoa trương. Đó là một chiêu thức rất cơ bản nhưng Saika đã khéo léo chọn loại khắc chế thuộc tính của con kỳ nhông. Mọi người trong này đều nhìn cậu với một con mắt khác, một cái nhìn đầy sự ngưỡng mộ. Bữa cơm ngày hôm đấy bỗng ngon hơn hẳn, chiến công của Saika không phải ai cũng có thể làm được, ngay cả cha của cậu cũng đã gặp khó khăn khi chặn nó lại. Saika nói rằng mình đã đọc được điểm yếu của nó trong sách nên mới có thể đánh bại được nó. Cậu đã xin được nhập học vào học Zeno Genoa coi như phần thưởng của mình. Ngoài ra cậu cũng muốn đưa Efa đi học cùng mình dưới thân phận là người hầu riêng, đương nhiên cha cậu chỉ đồng ý việc cậu tham gia nhập học mà thôi. Một đứa vô năng vào đó là quá đủ rồi, để chứng minh cho cha cậu rằng Efa hoàn toàn có năng lực sử dụng phép thuật. Cậu đã bảo cô giả vờ niệm phép rồi nhờ tinh linh bắn ra một ngọn lửa, sức mạnh này phải ngang phép thuật trung cấp ấy chứ. Cha mẹ cậu đều an tâm và đồng ý với mọi quyết định của Saika, chỉ riêng thằng anh Gray là phản đối. Cậu ta vẫn luôn ganh ghét với Saika, nay còn phải học chung với một thằng vô năng thì sao mà chịu được. Theo truyền thống mỗi nhà chỉ có một người con đi học nên cha cậu đã đổi vị trí cho hai anh em, Gray sẽ phải tham gia vào quân đội. Ông già này để ý ác, suốt mấy năm qua Saika luôn chăm chỉ nỗ lực học ma pháp. Còn Gray suốt ngày ăn chơi lêu lỏng và làm bạn với mấy thanh kiếm, thế thì cho đi lính là đúng rồi còn gì nữa. Không chấp nhận kết thúc chuỗi ngày ăn chơi sớm như vậy, Gray đã thách đấu với Saika nếu ai thua sẽ phải cút ra khỏi nhà luôn. Thôi thì chiều thằng anh lần cuối vậy, cha cậu cũng đồng ý làm trọng tài để đảm bảo tính công bằng nhất. Tối hôm đó ông anh Lút đã đến tìm Saika. Thì ra là để chúc mừng sinh nhật muộn và đưa cho cậu một món quà, một cây bút thủy tinh vì Lút thấy Saika rất ham học. Ông anh này xem ra cũng biết điều, mặc dù thời gian trước có hơi xa cách với Sai Ca vì không biết nên bắt chuyện cậu như thế nào nữa. Ngược lại với sự điềm tĩnh ấm áp này, thằng anh Gray không thể đợi đến chiều mai được nữa nên đã gọi Sai Ca xuống đánh nhau luôn. Cậu thì lại chưa án bố con thằng nào bao giờ, Gray nói rằng hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu. Kẻ nào mất khả năng chiến đầu chiều mai sẽ tự động bỏ cuộc, hắn sử dụng luôn ma thuật trung cấp để đánh thằng em. Có vẻ chẳng còn chút tình nghĩa anh em nào ở đây nữa rồi, Sai Ca không có lấy một vết bụi bám vào áo quần. Kết giới ma thuật ánh sáng Gray chưa từng thấy bao giờ. sai Saika lôi ra một lá bùa và khóa cử động của hắn ta lại. Kể ra cũng may mắn lắm mới được là người đầu tiên chứng kiến một phần sức mạnh của âm dương sư mạnh nhất quả đất. Cậu đã hứa với Lut sẽ nương tay với Gray để hắn rút ra được bài học, nhưng không biết thằng đầu đất này có chịu chấp nhận điều đó hay không thôi. Ở thế giới nhỏ bé và yếu đuối này, Saika hoàn toàn có thể bộc phát sức mạnh và làm chủ nó. Nhưng cậu chuyển sinh đâu phải mắc lại sai lầm ngày xưa. Chính những con người nhỏ bé yếu đuối này đã giết chết cậu ở kiếp trước trừ ai? vậy nên ở kiếp này saika sẽ sống như một người bình thường yếu đuối sáng hôm sau saika và efa đã chuẩn bị lên đường tới học viện rồi không thấy thằng anh gray đâu chắc vẫn đang nằm khóc như một đứa trẻ bị mất đồ chơi rồi từ đây đến học viện chắc phải mất 7 ngày đi xe ngựa thời gian đó cậu vẫn tiếp tục dạy học cho efa nếu muốn nhập học cả hai vẫn phải vượt qua kỳ thì tuyển của trường có một bí mật mà ngay cả âm dương sư mạnh nhất cũng không biết đó là cậu không phải là con ruột của bá tước cha cậu là thằng em trai tinh nghịch đã hy sinh trong một lần dạo chơi với bọn ma tộc bà tước đã rất lo đứa con này có liên quan đến chúng vì đất nước này hiếm có đứa trẻ nào có đôi mắt và mái tóc màu đen tuyền saika từ nhỏ đã kỳ lạ và bị hai đứa con ruột của bà tước tránh xa và ghen ghét ông ta cũng phát hiện ra những lần saika sử dụng phép thuật không phải là ma pháp kể cả việc đánh bại kỳ nhông nó giống như chết vì độc hơn là vì lửa ông đã linh cảm saika sở hữu một sức mạnh rất nguy hiểm nên đã không để cậu vào quân đội trong môi trường đó cậu có thể trở thành một dũng sĩ diệt quỷ nhưng cũng có thể trở thành ma vương tiêu diệt cả thế giới rủi ro quá cao nên ông đã để cho cậu vào học viện và mong rằng cậu sẽ trở thành người có ích cho đất nước. Cũng nhìn xa trông rộng đấy không phải dạng vừa đâu. Cuối cùng cũng đến được thành phố này, không ngờ điểm yếu của Saika lại là say xe, thế mà kiếp trước còn cười rồng là thế quái nào. Bỏ qua chuyện đó, con nhỏ Efa đang muốn ngủ cùng phòng với Saika đây này. Kiến thức thì rộng đấy nhưng lại chẳng hiểu gì về trái tim của con gái cả. Cậu đã từ chối cô một cách phũ phàng. Sáng hôm sau cả hai đến trường để tham gia kỳ thi tuyển. Trước đó họ cần làm một bước để xác nhận trước bằng cách đo ma lực của từng người, cái này thì trường nào cũng thế rồi, Efa phản ứng với thuộc tính gió và lửa nhưng hơi yếu. Còn Saika đương nhiên sẽ chẳng có phản ứng gì rồi, đám đằng sau lại bắt đầu xì xào. Cho rằng Saika dùng tiền và quyền để tham gia nhập học, đám quý tộc thì có thi trượt vẫn sẽ thành động mà thôi. Đúng lúc đấy một cô gái có mái tóc chiến đét xuất hiện dập tắt hết mọi xì xào. Amju là một thường dân nhưng cô phản ứng với cả bốn nguyên tố, hơn nữa lại mạnh mẽ đến mức khó tin, một cực phẩm hiếm đầy chứ. Nhưng điều Sai Ca để ý không phải là mấy cái đấy. Khuôn mặt này, tính cách này rất giống với một người cậu đã gặp ở kiếp trước. Tuy nhiên ấn tượng đầu có vẻ không thiện cảm cho lắm. Đầu tiên là bài thi viết, có vẻ pha làm bài không được tốt cho lắm. Thời gian ôn cũng ít nên đành phải lấy bài thi thực hành gỡ gạc lại thôi. Mục tiêu là năm tấm bia với năm nguyên tố khác nhau. Ai càng ghi được nhiều điểm sẽ càng tốt. Nhưng hầu hết mọi người chỉ thực hiện một lần duy nhất và sức mạnh cũng rất yếu, không giống những gì Sai Ca mong đợi. Đến lượt pha cô thực hiện đòn tấn công mà không cần niệm chú đơn giản vì cô có sử dụng ma lực của mình đâu chưa hết bất ngờ cô tiếp tục tấn công sang tấm bia tiếp theo chiêu thức gió này mạnh không kém gì chiêu thức lửa khi nãy điều này khiến sai rất bất ngờ efa đã âm thầm luyện tập để tạo bất ngờ cho cậu nhìn thấy học trò tiến bộ và trưởng thành như vậy thân là sư phụ cậu cũng cảm xúc động mát gan mát ruột đến lượt sai mọi người đều tin chắc cậu sẽ trượt thẳng cẳng và dùng tiền mua điểm nhưng tất cả đều phải bất ngờ với những gì cậu làm sai bắn ra một ngọn lửa xanh không bao giờ tắt phá hủy tấm bia đá từ bên trong và đóng băng mục tiêu lại, có vẻ hơi mạnh tay một chút, thế thôi là đủ rồi Sai Ca không muốn phô trương quá nhiều sức mạnh nữa. Không ai dám ho he bàn tán gì về hai người họ nữa, năm nay có vẻ nhiều thí sinh gây bất ngờ hơn mọi năm. Trong số đó có một người mạnh vượt trội gây bất ngờ hơn cả chủ tớ nhà kia. Không ai khác đó là cô nàng Am Du đầy những bí ẩn, có thể sử dụng tất cả sáu nguyên tố và cả sáu đều rất mạnh mẽ. Các giám khảo đều cho rằng rất có thể cô sẽ trở thành dũng sĩ trong truyền thuyết. Thế nào trên danh sách bảng điểm, Sai Ca chỉ đứng thứ ba. Efa lại đứng thứ hai và đương nhiên người đứng đầu là cô gái tên Amzu kia. Vậy là từ nay cả hai người chính thức trở thành học viên của học viên ma pháp nổi tiếng Zonia. Nhưng Efa đang đau lòng vì phải ở trong ký túc xá nữ không được ở gần với Saika. Đang đến buổi tiệc khai giảng thì hai người phát hiện ra thứ gì đó. Rất nhiều tinh linh bóng tối đang tụ tập lại ở gần một vòng tròn ma pháp. Tuy có dự cảm không lành nhưng nghĩ là của học viện nên hai người đã mặc kệ nó. Nói là thế nhưng Saika không thể bỏ qua vụ này được. Đúng lúc Amzu đại diện cho học sinh lên phát biểu vừa giới thiệu được cái tên thì đám quỷ ngoi lên từ mặt đất đúng như sai đã dự đoán cậu nấp vào một nơi để quan sát tình hình nhưng không hiểu sao lũ quỷ lại tấn công rất chậm đáng ra đã đánh chết lũ học viên yếu ớt này luôn rồi ấy chứ am du lao lên để mọi người có thời gian chạy trốn sai cũng đã tìm ra tên đã triệu hồi lũ quỷ này cậu dặn efa ở lại đây hỗ trợ nếu nguy hiểm quá hãy cô chạy thật nhanh còn mình thì đi tới chỗ con dễ già đang ngồi thẩm du trong một góc vườn hắn tự xưng mình là quỷ kim loại gan vừa gọi người thân ra tấn công thì hai tên cụt đầu ngay lập tức con còn lại bị saika bắt về linh giới làm vật nuôi hắn cảm thấy cậu có chút thú vị nên sẽ trực tiếp đối đấu những lá bùa của saika hắn đều thấy được nhưng tấn công liên tục thế này thì nhìn thấy cũng chỉ có thể phòng thủ thôi hắn bắt đầu tấn công xem ra năng lực dịch chuyển trong bóng tối này cũng gây khó chịu phết saika dùng đến hình thân thế mạng nhưng vẫn mất đi một cánh tay nghĩ là sắp giết được cậu nên gan đã nói cho cậu biết kế hoạch của hắn ta coi như quả vĩnh biệt hắn đang truy tìm dũng sĩ trong truyền thuyết để tiêu diệt người sở hữu toàn bộ ma lực của các nguyên tố và không ai khác đó là am ngay lúc này cô đang chưa phát huy được hết sức mạnh của bản thân và đó cũng là cơ hội để lũ quỷ diệt trừ hậu họa về sau nói xong hắn tung đòn kết liễu sai ca nhưng cậu đâu có chết dễ dàng thế được thân là kẻ mạnh nhất chuyển sinh sang đây chơi mà sao chết dễ vậy được cậu nhảy lên tung chưa lốc vòi rồng hắn thoát chết nhờ chiêu dịch chuyển khó chịu đó đánh mãi không chúng cậu đành dụ cho hắn tấn công mình giờ thì bắt được rồi nhé Dính một đòn khá đau đấy nhưng tên gan này vẫn còn rất tự tin, hắn nghĩ Saika đã hết mấy lá bùa nhưng đâu hề hay biết rằng, suốt những năm qua số lá bùa cậu làm được còn nhiều hơn số câu chửi bậy mà bạn văng ra, có lẽ đến lúc kết thúc tại đây thôi. Cậu triệu hồi Rồng Thần Mizuchi ra để thưởng cho nó một bữa ăn thịnh soạn, đến cả Ma Vương hiện tại cũng chưa thể triệu hồi được một thứ như thế này. Hắn chỉ kịp biết cậu là một kẻ quái dị có sức mạnh kỳ lạ trước khi kết thúc cuộc đời, có lẽ nó vẫn chưa biết Saika đã có cơ thể ở thế giới mới nên tính nổi loạn định chuồn nhưng may sao cậu vẫn bắt được nó về linh giới toàn nuôi mấy con báo không trở về tòa nhà chính nơi xảy ra vụ tấn công may mắn là không ai bị thương và bất ngờ hơn là một mình am du đã tiêu diệt hết đám quỷ kia cô không phải là dũng sĩ thì còn là ai được nữa tìm ra được những nhân vật quan trọng sớm thế này đúng là may mắn cho sai ca ở kiếp này cậu cần một người thay thế mình để trở thành kẻ mạnh nhất sẽ phải chịu nhường rèm pha từ mọi người chính số đông mới là sức mạnh tuyệt đối chứ một cá nhân chẳng là gì cả còn cậu sẽ vẫn tiếp tục đóng vai người thường và sống một cuộc sống hạnh phúc một tháng sau trôi qua thật nhanh vụ việc ngày hôm ấy cũng đã lắng xuống chỉ có một điều không hề tiến triển đó là việc kết bạn với am du saika cũng không biết làm sao để có thể kết bạn nữa vừa mới chào hỏi thôi đã thấy khó khăn rồi để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng cho các học viên mới lớp của saika cần hai người có thành tích tốt nhất đến phụ cho buổi lễ đó là am du và efa saika không muốn vụt mất cơ hội này nên đã bảo efa xin rút lui để mình đi thay tự nhiên lại tự biến mình thành kẻ lạm quyền trong mắt của mọi người nhưng chính efa cũng biết saika đang có suy tính riêng trong lòng chỉ là nghĩ hơi lệch một chút, cô nghĩ rằng cậu thích kiểu con gái như thế. thân hình đầy đặn điện nước dư giả đã thế lại là người mạnh nhất có tiềm năng trở thành dũng sĩ. một khi con gái đã quyết đoán như vậy rồi thì có giải thích cũng vô ích thôi. Saika chỉ nói rằng mình chỉ muốn kết bạn còn Efa có tin hay không thì nhìn mặt là biết rồi. đến ngày chuẩn bị cho lễ khai giảng, hai người có mặt tại cái nơi trước đây Saika từng đánh nhau với quỷ kim loại, không hiểu sao lại tổ chức ở cái nơi khỉ ho cò gái này nữa cậu có dự cảm không lành về chuyện này vừa nói xong thì hai người bắt gặp một vòng tròn ma pháp mini tới gần thì bỗng nó kích hoạt rồi đưa hai người tới một không gian khác nhìn có vẻ tối tăm và ẩm ướt lũ quỷ xuất hiện ngày càng nhiều rồi tấn công hai người am du nhanh chóng lao lên tiêu diệt chúng chỉ với một đòn duy nhất saika cũng nhanh tay hỗ trợ được hạ gục một tên biết tàng hình ở phía sau mấy chiêu thức độc lạ bình dương của saika cũng khiến cô khá bất ngờ không nghi ngờ gì nữa đây chính là một hang động của bọn quỷ nào đó cũng không thể ngồi im chờ người đến cứu được ai lại đâm đầu vào một cái bẫy chết người thế này cơ chứ nghe có vẻ tuyệt vọng nhưng không hiểu sao am du có thể cười vui được trong tình huống này sai ca cũng không lo vì cậu đã để sẵn thức thần bên trên mặt đất để tìm lối thoát rồi đi được một đoạn thì cả hai cảm nhận được có thứ gì đó rất mạnh đang lao đến vẫn là mấy gã khổng lồ xanh nhưng chúng đã đông và to lớn hơn am du không thể hạ gục được hết cuối cùng cô bị đánh ngất đi một lúc sai ca kịp thời ứng cứu nhân lúc này cậu triệu hồi ra giết trưởng lão để dọn sạch đám này ở trong hang động thì không gì phù hợp hơn một con rết khổng lồ rồi khi am du tỉnh dậy thì tất cả đều đã được giải quyết nhưng thi thoảng vẫn bị đau đầu mà không biết mình bị làm sao căn bệnh mới xuất hiện từ sau trận chiến với lũ quỷ kim loại nếu không phải một căn bệnh thì có lẽ là một lời nguyền quả nhiên sau khi sai ca dựng kết giới lên thì cô không còn bị đau đầu nữa am du nói rằng trên người mình không có dấu vết nào của lời nguyền cả trừ những chỗ cô không tự mình nhìn thấy được thanh niên tranh thủ giúp người trong lúc khó khăn luôn chứ lại có vẻ loại lời nguyền này không để lại dấu vết gì trên người cả sau đó hai người đã ngồi lại tâm sự với nhau kể cho nhau nghe vài chuyện riêng tư của cuộc đời chia sẻ những bí mật thầm kín là bước đầu tiên để kết thân mà thì ra am du sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm mạo hiểm giả rồi hơn nữa cô còn có sở thích là chiến đấu mỗi lần làm nhiệm vụ đi giết quỷ trong hang động là am du lại phấn khích như chưa bao giờ được vui bảo sao lúc nãy bị kẹt cười như được mùa chính am du cũng cảm thấy mình là một đứa kỳ quái nhưng sai ca lại nói rằng cậu không thấy thế phải dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ con gái nhà lành chứ tiến triển có vẻ thuận lợi hơn trước nhiều rồi biết được sở thích của am nên cậu đã rủ cô đi chính phạt cái hang động này với kinh nghiệm và sức mạnh hiện tại chẳng mấy chốc cả hai đánh tới hang bót bên trong là một con rắn cổ đại cầm hai thanh đao chỉ cần giết được nó thì sẽ tìm được lối ra nhưng am du nói rằng chưa lần nào cô đánh bại được mấy con bót cuối cả nhưng sai ca vẫn đòi vào giết nó cho bằng được thực chất cậu đã tìm được lối ra nhờ thực thần từ lâu rồi nhưng cậu muốn nâng cao kỹ năng và sức chiến đấu của Amzu lên, cô phải thật mạnh mẽ thì mới có thể làm quân cơ thí mạng cho cậu được chứ. Saika sử dụng phép khắc chế ngược lại con rắn, kiến thức vật lý và hóa học như kiểu được in ra từ trong cái đầu nhỏ bé này vậy. Kết hợp với lửa của Amzu đã tạo ra một vụ nổ lớn, sau đó là đòn kết liễu của Amzu, lần đầu tiên cô đã tự tay giết được con boss mạnh nhất hang nên có hơi phấn khích. Chắc chắn từ đây là đồ anh pháp sư tài ba của chúng ta rồi. Chiến lợi phẩm là một thanh kiếm phong ấn và một chiếc nhẫn ma pháp xét theo năng lực và sức mạnh thì để cho am du sử dụng thanh kiếm này còn chiếc nhẫn đem về cho efa là hợp lý nhất vẫn còn một chuyện nữa mà cậu cần phải giải quyết nếu để lâu thì cuộc sống bình thường cậu hằng mong ước sẽ bị xáo trộn mất đó là ông thầy cô đen này cậu đã nghi ngờ từ lâu và ngày hôm nay đã phát hiện ra tất cả chính ông thầy là gián điệp của ma tộc gài vào đây mục tiêu chính là tiêu diệt dũng sĩ từ khi còn non trẻ lời nguyền đương nhiên cũng chính là của ông thầy rồi nhưng sai ca vẫn phải công nhận cô đen là một thiên tài khi đã đặt lời nguyền lên những ai dính phải máu của quỷ một khi đã biết được sự thật này thì tất nhiên sẽ chỉ có một trong hai sống mà thôi, nhưng cô đen lại chẳng biết mình đang đối đầu với bậc thầy về bùa chú và nguyền rủa. Một âm dương sư tài ba chính hãng, dùng phép nguyền lại người đã nghĩ ra lời nguyền thì đúng là có một trong hai trên đời mà. Cuối cùng thì ông thầy cô đen lại chết bởi chính lời nguyền của mình, mọi chuyện đã xong nhưng liệu cuộc sống có trở nên bình thường như những gì mà Sai Ka mong muốn hay không? Không biết hai con người này thân nhau từ bao giờ nữa, Sai Ka bị ra rìa thật rồi, đã một năm trôi qua bây giờ khóa của cậu đã lên năm hai. Kỳ lạ là từ đợt đánh bại ông thầy cô đen thì cuộc sống diễn ra yên bình đến tận bây giờ, đột nhiên hiệu phó cho gọi Saika và Efa đến văn phòng hiệu trưởng uống nước chè, không biết là có chuyện gì nữa đây, linh cảm có chuyện không hay vì trước giờ có thấy hiệu trưởng xuất hiện đâu, hay là trùng cuối của một tổ chức nào đó chăng, bất ngờ khi bước vào căn phòng, hiệu trưởng lại là một người thuộc tộc người lùn, bà cho gọi hai người đến đây để chọn ra một người đi thi đấu giải võ thuật ở Đế Đô, năm nay được phép dùng phép thuật nên mới có hai suất. Vị trí còn lại là của cô bé học viên mới vào tên là Mabel, nhưng tại sao lại là Saika và Efa chứ không phải là Amzu? Do muốn giấu con át chủ bài hay là do cô vẫn còn non kém, hiệu trưởng chỉ giải thích rằng giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã mách bảo như vậy, ảo thật đấy. Trong khi đấy Efa chưa có kinh nghiệm thực chiến chưa chắc đã dám tấn công vào con người mà lại được chọn, thôi thì tạm bỏ qua vấn đề đấy đã. Ba người họ bàn tán về Mabel không biết cô bé là người như thế nào, Amzu cho rằng lại là con nhà quý tộc muốn gây ấn tượng để sau này dễ thăng chức hơn. Vừa nói xấu xong thì Tào Tháo xuất hiện liền, Am Du bị nhỏ đó chửi cho như con, có khác gì lửa gặp nước đâu, không thể chịu sự sỉ nhục từ con nhỏ lớp dưới, Am Du đã mượn hai thanh kiếm đấu tập để thách đấu với Ma Tao Ta đợi ngày này lâu lắm rồi đấy, Sai Ca thấy cả hai đều muốn đọ kiếm xem ai dài hơn nên cũng chẳng ngăn lại. Ngược lại cậu cũng muốn biết thực lực của cô bé này đến đâu, trận so tài vừa bắt đầu, Am Du lao lên tấn công nhưng cô bé đã đỡ được, ngược lại còn gây bất lợi cho Am Du, dường như Ma đã sử dụng ma thuật bóng tối lên thanh kiếm để cường hóa nó thanh kiếm của Amzu bị đánh cong và trận chiến kết thúc. Mabeo nói rằng cô dũng sĩ vẫn còn yếu đuối và ngây thơ lắm, vẫn còn đá một chút sang Saika hãy bỏ cuộc đi nếu không muốn bị thương. Con nhỏ này kêu thế nhỉ, phải đâm cho mấy cái thì mới ngoan ngoãn được. Ngày thi đấu đã tới, Saika cùng Mabeo đi tới Đế Đô để tham gia giải so tài, nhưng không hiểu sao cả Efa và Amzu cũng kéo nhau đi theo nữa. Học không lo học chỉ giỏi đi hóng hớt chuyện đời, cũng phải thôi mãi mới có dịp để đi tham quan vương đô rộng lớn mà, nhưng lý do đấy chỉ để bao biện cho mục đích thật sự của Amzu cô vẫn cay cú con bé ma beo nên đi theo để quan sát đây mà vẫn là câu chuyện say xe của anh bên phế vật như này thì còn làm ăn được gì nữa không để các bạn phải chờ lâu bây giờ sẽ đến luôn giải đấu nhé giải đấu kiếm nay đã đổi sang võ thuật tổng hợp nên một nửa thí sinh tham gia là các pháp sư trận mở màn đầu tiên sẽ là của saika đối thủ của cậu là một kiếm sĩ nghe nói là mạo hiểm giả mạnh nhất cái bang hội nào đó nhìn cũng khét đấy thích thì innova saika đang không được khỏe nên cậu muốn kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt né thành công cú đâm trực tiếp từ đối thủ rồi bắn hắn bay ra khỏi sàn đấu một trận đấu nhanh gọn lẹ nhưng rất đặc sắc ai cũng trầm trồ vì trận đấu kiếm của mọi năm đâu thể nhanh như thế này được sai ca cũng không muốn quá nổi bật nên cậu không định lấy cái chức vô địch của giải này đâu nếu trận nào cũng dễ như vậy thì tốt nhưng trận đấu tiếp theo sẽ khiến người ta phải nổi ra gà đấy anh chàng belen này là học trò của hiền giả Ford nghe tên có vẻ sang và nổi tiếng đấy đối thủ của anh ta là cai không rõ là pháp sư hay kiếm sĩ nữa nhưng nhìn mặt có vẻ u ám trận đấu vừa bắt đầu anh chàng Belen kia liền bất động, cai cứ thế tiến thẳng tới rồi đâm thẳng vào cổ của đối thủ, một vụ giết người vừa diễn ra ngay trên sân đấu. Mặt của hắn ta không hề biến sắc, Saika nghĩ hắn ta tham gia chắc không phải để lấy chức vô địch đâu, nhưng chẳng hiểu sao mọi người lại phấn khích đến như vậy. Đây chẳng còn là giải so tài nữa rồi. Nhưng điều làm Saika bất ngờ là thế giới này vẫn còn tộc nhân của Uchiha, không thể khinh suất được nữa rồi. Trận đấu ở vòng 2 của Saika cũng rất thuận lợi, đối đầu với một con golem được tạo ra để chống lại ma thuật, nhưng thứ mà cậu sử dụng lại là thú triệu hồi cũng may là câu ra tay nhanh chứ để bị phát hiện là toang chỉ có quái vật mới triệu hồi được ra mấy con đấy thôi sau trận đấu của tên cai lúc nãy efa bắt đầu lo lắng cô sợ hắn sẽ làm như thế với sai ca còn am du thì vẫn lạc quan yêu đời lắm cô chẳng hình dung được cậu sẽ thua như thế nào luôn thì đúng thế thật đối với cậu giải đấu này chỉ như đang chơi đùa với lũ thú cưng thôi trận tiếp theo là của mabel cô là pháp sư nhưng trên người lại trang bị rất nhiều kiếm đối thủ của cô cũng là một pháp sư nhìn có vẻ giàu kinh nghiệm nhưng chắc do tuổi tác nên niệm chú có hơi chậm một chút đòn tấn công của ông ta đều bị ma beo chặn lại dễ dàng đành phải dùng đến ma thuật cấp cao để có thời gian niệm chú ông ta đã dựng lên rất nhiều tường chắn nhưng chúng đều bị phi tiêu của ma beo phá hủy rất dễ dàng phi tiêu của cô đã được cường hóa sức mạnh bóng tối rồi mà kết quả là ông thần kia chưa kịp niệm chú xong thì đã bị cô chém đứt cái gậy phép phong cách chiến đấu của ma beo không khác gì một dũng sĩ cả mọi người đều hô to dũng sĩ ma beo đến bây giờ saika mới biết ma beo chính là cái tên của dũng sĩ thứ hai trong truyền thuyết cậu như hiểu ra mọi chuyện ở đây rồi tối hôm đó có một thanh niên mờ ám đang nghịch chim bồ câu đưa thư vừa bay lên thì bị con chim của saika bắt đi cậu đã phát hiện ra hắn ta là gián điệp của ma tộc hỏi hắn hoi thì không trả lời lại thích dùng bạo lực à cậu trói hắn ta lại để tra khảo kiểu này chắc là có đánh đập cũng chẳng hé răng cậu triệu hồi ra một con quỷ tên Satoshi. nó có khả năng đọc được linh hồn bên trong của con người mọi thứ cậu cần biết đều đã biết cả rồi ma tộc chỉ có mục đích duy nhất là tìm và tiêu diệt dũng sĩ ngay khi còn non trẻ chúng đang nhầm lẫn giữa ma và Amzu, người chúng đang tìm và tiêu diệt là ma trùng hợp thế nào lại đúng ngày sinh tên tuổi và ngoại hình sau khi tra khảo xong phần thưởng của satoji chính là tên gián điệp đáng thương này có lẽ cái tên ma chỉ là giả để đánh lạc hướng thôi đó chính là mục đích thật sự của hiệu trưởng nhằm giấu đi sự nổi trội của am du còn vì sao cậu lại được chọn để đi cùng thì thời gian sau sẽ có câu trả lời quay lại với các trận chiến tên cai này vẫn chiến thắng theo cách mà hắn đã làm bên cạnh đó vẫn còn những người khác rất mạnh mẽ xem ra đối thủ không hề ít đâu trong đó có cả ma beo nữa anh chàng này cũng có thể sử dụng được rất nhiều thuộc tính anh ta cũng rất mong được đối đầu với saika trong trận chung kết còn ma beo thì ngược lại cô muốn cậu bỏ cuộc để mình đi tiếp không biết là lo lắng cho cậu hay sợ không đánh thắng cậu nữa nói chung là saika không đồng ý mà phải đánh một trận cho ra trò trận đấu tiếp theo là của anh chàng hiệp sĩ và cai anh ta đã rút kinh nghiệm từ những trận đấu trước nên đã tạo cho mình một lớp kháng phép bằng ánh sáng của đảng kiểu này đúng miễn nhiễm luôn ấy nhưng tên cai không tỏ ra bất cứ một thái độ nào mà vẫn ung dung bước đến gần đối thủ anh ta liên tục tấn công bằng nhiều loại ma thuật khác nhau nhưng chẳng hề có tác dụng gì vì cai cũng có một lớp khiên bóng tối giống với của Mabel, đám quái đá cũng bị hạ gục trong chốc lát anh chàng dây na lao lên tấn công trực diện thì bị khóa lại bằng bóng thứ sức mạnh gì kinh dị vậy này Mặc dù Sai Ca có thể phân tích được ra nhưng đúng là không thể ngờ có người dùng những chiêu như vậy. Trận đấu kết thúc khi Kai chưa kịp ra tay giết người. Có lẽ là vì họ không muốn để một nhân tài như Zayna bị chết oan. Đúng là mạng người cũng có giết có rát. Ngày hôm sau sẽ là trận Sai Ca đối đầu với Mabel. Cậu đang tính mai thua thế nào cho đẹp mắt thì đột nhiên có người đến chào hỏi. Xem ra có người không đợi được đến ngày mai nữa rồi. Cậu không hiểu con nhỏ này có ý đồ gì nữa, mục đích bắt buộc phải giành chiến thắng để làm gì, bị Sai Ca đánh bị thương nên Ma Beo đánh lạc hướng rồi chạy trốn nhưng đã tìm đến tận đây rồi thì cậu đâu thể để con nhỏ đi dễ dàng vậy được, trốn không trốn lại ở đây ngắm trăng hóng gió à. Chắc là biết mình không thể thoát được đây mà, Sai ca cũng chỉ muốn nói chuyện trong hòa bình mà thôi. Cậu muốn nghe lý do của Ma Bell trước biết đâu lại đổi ý cho cô thắng thì sao, nhưng cô lại chẳng chịu nói ra điều gì cả, cậu đành nói ra suy nghĩ của mình trước. Quả nhiên kế hoạch đúng là dùng Ma Bell để che đi thân phận của Amzu. cô bắt buộc phải đối đầu với Kai để cho cậu ta giết mình. Ma tộc sẽ nghĩ rằng dũng sĩ đã bị giết, tuy nhiên suy luận của cậu có một khúc bị sai lầm. Cả Kai và Ma đều là những đứa trẻ tiềm năng được thương hội nhặt về nuôi. Chúng sống theo nhóm bốn người và đến một độ tuổi nhất định, bốn đứa sẽ có một đứa được chọn làm lính đánh thuê. Điều kiện là phải giết hết đồng đội của mình, nhưng Ma lại nói rằng mình sẽ đánh bại Kai. Đây là chuyện cá nhân của cô, thực ra hai người là hai anh em ruột. Kai đã nhờ cô một chuyện trước khi bị tẩy não, hãy giải thoát cho cậu khi cậu không còn là chính mình nữa. Nghe xong câu chuyện cảm lạnh của Ma Saika quyết định sẽ giành chức vô địch của giải đấu này. Cậu sẽ cứu cả hai anh em có số phận đáng thương này. Lời hứa danh dự đó vì cậu chính là kẻ mạnh nhất mà. Ngày hôm sau trận bán kết giữa Saika và Ma đang bắt đầu. Cô đã lôi vũ khí hàng thật của mình ra rồi. Đối với cô đây là một trận đấu nghiêm túc còn với Saika thì không biết. Nhưng cậu cứ như vừa đánh vừa đùa vậy. Cợt nhả trước sự nghiêm túc người ta là rất bất lịch sự đấy. Dường như mấy chiêu cũ rích của cậu đều bị Ma phá giải dễ dàng. Vậy thì thử loại mới này xem sao. Có vẻ trận đấu kết thúc tại đây được rồi. Chuyện còn lại của cai cứ giao cho cậu, cùng đến với trận chung kết, giờ mới biết ông thần này vẫn có thể mở mồm ra nói chuyện được nhưng bị tẩy não rồi nên giờ trong đầu chỉ có nhiệm vụ là giết Mabel. Saika muốn sau khi thua cậu thì Kai phải đi xin lỗi Mabel. Trận đấu bắt đầu, Saika tạo ra một màn sương mù để làm mù cái sa gan của Kai. Nhưng quả nhiên cái khiên bóng tối của cậu ta rất khó chịu, mọi đòn tấn công pháp thuật đều không có tác dụng. Thôi thì đành chơi bẩn một tí vậy, Saika triệu hồi ra một con quái vật ở đẳng cấp khác hẳn. Tuy nhiên mọi cảm xúc sợ hãi hay nao núng đều đã bị xóa nên Kai vẫn lao vào như một thằng đần. Kết quả là ăn một chùy lăn đùng ra đất, tuy nhiên lại có một điều mà Saika không hề nghĩ tới có vẻ cai đã bị dính lời nguyền từ trước rồi cậu đã lập kết giới nhưng không kịp lời xin lỗi thôi thì đành nhờ sai ca chuyển hộ vậy là kẻ mạnh nhất không gì là cậu không làm được sai ca định hồi sinh cho cai nhưng chiêu thức này sẽ gây chú ý rất lớn rất có thể cậu phải chuyển sinh một lần nữa để làm lại từ đầu tuy rất tốt nhưng mà tôi rất tiếc sai ca phải chấp nhận sự thật này cuối cùng cậu đã giành chức vô địch vì đã đánh bay màu đối thủ nhưng thật ra cậu đã dịch chuyển xác của cai đến một nơi khác để ma beo chôn cất anh trai mình Cô cũng đoán được anh trai mình bị dính lời nguyền, một khi là lính đánh thuê thì đều sẽ bị nguyền để bịt đầu mối, bọn này ác quá chúng chỉ là những đứa trẻ thôi mà. Giờ đây Ma Beo chẳng biết làm gì cả, Saika nói rằng cứ đến học viện học như bình thường thôi, dù sao đây cũng là kế hoạch của hiệu trưởng khi tiến cử cậu tham gia giải đấu mà. Không ngờ một âm dương sư mạnh nhất quả đất như cậu mà lại bị một ả người lùn hơn 300 tuổi đọc vị như một cuốn sách. Bà ta rất thương Ma Beo và không muốn cô phải mất mạng để làm bàn đạp cho cái thương hội lính đánh thuê kia, sau cùng thì kế hoạch đã thành công và giờ thì nhiệm vụ tiếp theo của Saika đó là dẫn dắt Ma Beo học thật tốt trong học viện này với tư cách là đàn anh tưởng dễ mà khó không tưởng trước tới nay Ma Beo đâu có học hành gì đâu ai có em thì sẽ hiểu cảm giác bất lực khi dạy mấy đứa này chẳng mấy chốc đã tới kỳ nghỉ hè mọi người sẽ đều trở về thăm gia đình của mình nhưng Sai Ca thì không cậu sẽ làm nhiệm vụ thay cha của mình đó là đi điều tra về rồng ở đất nước láng giềng hai người kia muốn đi theo lắm nhưng Sai Ca không cho theo hè phải về quê chứ đâm đầu vào nguy hiểm làm gì còn Efa thì chắc chắn là sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi. Có một điều không ngờ tới đó là hoàng tử của nước láng giềng lại tới tận đây để chào hỏi Saika. Nhưng sự chú ý của anh ta đã va phải vào cặp bưởi, à nhầm, ánh mắt tâm hồn của Efa. Không chần chừ anh ta ngỏ ý muốn mời cô về hậu cung của mình luôn. Đây đúng là một cái tin gây sốc mà, chuyện riêng tư nên hai bên thông gia quyết định nói chuyện ở chỗ kín đáo hơn. Sau khi bàn về chuyện con rồng bên đấy dạo này đang nổi loạn, tương truyền nó được sinh ra từ trong trứng của nữ hoàng đời trước chung sống cùng người dân rất hòa thuận nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây nó liên tục tấn công gia súc phá hoại mùa màng có khi còn đe dọa đến con người nữa sau đó lại đá sang chuyện cưới xin từ một cô hầu gái hóa thành công chúa của một đất nước thì hẳn ai cũng sẽ không thể bỏ qua được nhưng sai ca cũng không có ý định bán nô lệ hay gì cả nếu e đồng ý thì cậu sẽ chấp thuận mà thôi hai ngày sau họ bắt đầu lên đường công nhận hoàng tử nước láng giềng cũng nhiệt tình thiệt cho cả đoàn xe tới hộ tống hai người về nước mình chơi cơ mà lâu lâu mới được ra nước ngoài hơn nữa lại có cả rồng nên cả hai đều rất phấn khích, mong chờ có điều gì đó thú vị sẽ xảy ra. Sau 9 ngày thì họ đã đến nơi, đúng là một nơi bình yên, con rồng đó đây sao? Dạo gần đây nó lại thường hay lảng vảng ở chỗ này, đột nhiên lại lao xuống chắc là để chào hỏi vị khách mới. Một con hổ khác được triệu hồi ra để tấn công con rồng, dù đã đuổi được nó đi nhưng con hổ này cũng không biết điều cho lắm. Cứ thấy gái là lao vào may mà Sai Ca đã kịp thời cản được, đang định cho nó biến thành hổ nướng thì có người xích nó lại, là một triệu hồi sư sao anh ta ở trong hội lính đánh thuê nhưng sao lại có mặt ở đây, hoàng tử đất nước này định giết con rồng đó hay sao? Quả là một nước đi không thể đần hơn được nữa, hai bên đã xảy ra hiểm khích rồi nhưng vì Sai Ca là khách nên hắn đã bỏ đi. Tên hoàng tử cũng nói rằng Sai Ca hãy làm tốt nhiệm vụ của mình chứ đừng can thiệp tới chuyện của đất nước mình, cậu cũng chỉ khuyên anh ta hãy suy nghĩ lại thôi mà, quay lại vấn đề của Eva. Cứ nghĩ cô đã đủ tự tin để tự bảo vệ bản thân mình rồi chứ, thân là top 2 toàn khóa mà lại đứng im cho con thú tấn công. Mỗi khi không có sai ca ở bên thì cô sẽ phải làm thế nào? Tuy mắng cô xong cậu cũng thấy tội nghiệp lắm, nhưng vì nghĩ cho cô nên sai ca mới làm vậy. Cậu không muốn Efa phải trải qua cảm giác mất mát rồi mới tỉnh ngộ được như mình. Những ngày tiếp theo hai người tới thư viện để nghiên cứu về rồng. Có rất nhiều ghi chép khác nhau, nói là sinh ra trong trứng của nữ hoàng nhưng chẳng có bằng chứng nào cả. Trải qua nhiều năm nó đã lấy chồng và sinh con, nhưng từ đó đến nay đã 500 năm các con đã đi tìm cuộc sống riêng và con vợ cũng chết rồi không biết lý do là gì mà nó lại nổi loạn saika nói có lẽ sẽ lên núi để hỏi thăm nó tối hôm đó khi đang ghi chép thì có tiếng gõ cửa là efa cô vừa nhận được lời mời gọi tới phòng của tên hoàng tử anh giai này nóng tính thật đấy cô cũng không dám ở một mình trong phòng nên saika đành cho vào giường cũng rộng nên cả hai có thể ngủ chung tâm sự một tí cũng được saika hỏi efa nghĩ sao về đề nghị của chàng hoàng tử đương nhiên là cô chẳng nghĩ gì rồi vì trong đầu cô đã có cậu chủ nhỏ saika nhưng lại không dám nói ra vì thân phận người hầu saika nói efa không cần ngại mình nếu muốn cô có thể đi nghe hơi phũ tội nghiệp cho một cô gái đã chót có tình cảm với một thằng chẳng biết gì về tình yêu và phụ nữ hôm sau saika đã đến tìm tên hoàng tử cậu nói rõ quan điểm của mình và bảo rằng sẽ lên núi điều tra tên này lại bắt đầu suy tính lung tung rồi saika đi sẽ phải mất mấy ngày trong lúc đấy rất có thể hắn ta sẽ giở trò với efa cậu vẫn chưa yên tâm để cô đi theo mình được trong lúc Saika đi vắng thì Epha ở nhà lại bị tiêm nhiễm mấy thứ văn hóa phẩm đồi trụy Lít là phụ tá của tên hoàng tử, cô ta thuộc tiên tộc và cũng có khả năng giống như Epha. Lít nói rằng Saika không phải con người vì chẳng có một tinh linh nào dám đến gần cậu. Epha cũng thấy được điều đó nhưng cô đã lớn lên từ nhỏ cùng với Saika. Cô biết cậu là một người rất tốt bụng và tài giỏi. Xem ra khó mà lôi kéo cô về hậu cung của tên hoàng tử kia được lắm. Về phía của Saika, lúc này cậu đã leo lên được đỉnh ngọn núi. Bất ngờ thay con rồng đực này đang ấp trứng vậy là đã có lời giải đáp về những sự khác thường gần đây của nó đương nhiên dù có nổi loạn thế nào thì cũng chỉ hạng tôm tép với sai ca mà thôi cậu biết rằng nó chỉ đang bảo vệ quả trứng và muốn có thêm thực phẩm để nuôi dưỡng đứa con và còn có những loài rồng có thể tự chuyển giới khi cần thiết chẳng cần con được vẫn có thể đẻ trứng được Đơ cơ mờ ảo ma thế nhỉ thế bây giờ con rồng này đang là con cái hả trời tự nhiên trở thành phụ tá đi trông trứng hộ con rồng nhìn giống như đang nướng chín nó lên để ăn vậy cả đời chưa được ăn trứng rồng bao giờ anh em ạ à, giờ có muốn trở về cũng khó cơ nó đã coi cậu như là bố của đứa bé trong trứng luôn rồi, ca này coi bộ khó nha. Lúc này Efa và Lit vừa dạo quanh một vòng hậu cung xong, thì ra cũng không đổi trị giống như trong suy nghĩ của cô, chẳng biết từ bao giờ tên hoàng tử kia đã làm xong thủ tục giải thoát trả lại tự do cho Efa. Bây giờ cô chỉ cần ký vào tờ giấy này thì có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, hắn ta chắc chắn chỉ cần Efa muốn gì thì Sai ca cũng sẽ chấp thuận theo mà thôi nhưng cô lại không hề muốn điều đó trái tim của cô đã sớm thuộc về sai ca từ lâu rồi nhưng tên này ngang ngược quá hắn định dùng bạo lực để ép buộc efa phải xác nhận dùng màu thay cho chữ ký thì còn uy tín hơn nữa đúng lúc này sai ca trở về cậu đã làm thân với con rồng đến mức nó cho cậu cưỡi trên lưng rồi lấy lý do cần người biết dùng phép lửa để ấp trứng rồng cậu đã cứu efa thoát khỏi tình huống đó không thể nào hợp lý hơn được nữa Cô cũng khẳng định rằng mình đã yêu cậu chủ nhỏ mất rồi nên không thể đáp lại tấm lòng của chàng hoàng tử láng giềng. Ước muốn từ nhỏ của Efa chính là được cưỡi rồng bay lên trời xanh. Trước giờ chỉ thấy trong chuyện không ngờ có ngày lại được cưỡi thật, vừa về đến nơi thì lại thấy bóng dáng của con hổ quen thuộc. Chắc bị đốt nhiều quá hay sao mà đen thui vậy nè, đám linh đánh thuê của tên kia đã tính toán từ trước, chúng đã lừa hoàng tử và mục đích thật sự chúng nhắm đến là quả trứng rồng. Chẳng biết chúng sẽ làm gì nhưng Saika sẽ không để chúng có được thứ mình muốn, lần này Efa đã chủ động hơn nhiều rồi. Cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng của Sai Ca nữa, thay vào đó sẽ là một người đồng hành có tác dụng ít nhiều. Con hổ quý mà tên kia tự hào cũng chỉ một chiêu là trở về với cát bụi, biết sợ là như thế nào rồi chứ? Đám loi nhoi kia thì nhìn thấy rồng là chạy tụt quần, nhưng Sai Ca không để một tên nào thoát được cả, tất cả phải được đưa về cho hoàng tử xử trí. Nhận ra mình bị lừa nên cũng thấy mất mặt lắm, để nước bạn phải chê cười rồi, nhưng dù thế anh ta vẫn cầu xin Sai Ca hãy giết con rồng đó đi anh ta cần phải lập được chiến công gì đó lớn lao thì mới có thể tiếp quản ngai vàng của cha trong tương lai. Suy nghĩ gì bần hèn vậy anh dài. Đương nhiêu là sai ca sẽ không giúp đỡ cái thể loại này rồi. Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn cơm tủ thôi con ạ. À. Hắn liền cho lính bắt cậu lại, sau đấy lại đến chuyên mục dụ dỗ Efa. Cậu không thể chịu được cái tên hoàng tử đần này thêm một giây phút nào nữa. Sai ca bật chế độ nói đạo lý lên để chửi hoàng tử nước bạn, nói mãi một hồi mới chịu hiểu ra vấn đề đấy. Thằng này suýt nữa thì hết thuốc chữa thật rồi, vừa mới kết thúc kỳ nghỉ hè xong lại đến kỳ nghỉ đếch gì nữa ấy. Học ở trường này kể cũng nhàn tênh, Saika đã chủ động mời Am du về nhà mình ra mắt bố mẹ. Nhưng không phải là để cầu hôn đâu nha mấy má, chẳng qua bố mẹ muốn gặp bạn bè mới của thằng con xem thế nào, dẫn quả thủ khoa về nhà thì có mà nở mày nở mặt. Nhân tiện rủ cả ma beo về cùng luôn cho vui, nhưng thực sự có phải chỉ đơn giản như vậy không? Khi mà Saika chẳng muốn về ngồi nhà lạnh lẽo đó một tí nào, nhưng có những chuyện mà cậu không thể tự làm theo ý mình được, vài ngày sau cả bốn người đã có mặt tại biệt thự nhà pua ông anh lúc giờ đây đang sắp kế nhiệm vị trí lãnh chúa rồi, mọi người chào hỏi giới thiệu nhau. à nhân tiện đây cũng nói luôn, ma beo tuy là trẻ mồ côi nhưng lại được cái gia đình quý tộc nào đó nhặt về nuôi, bỗng dưng trở thành tiểu thư nhà giàu nào đó và giờ cũng có cái nết đó luôn. điều mà sai ca ngán ngẩm nhất đã xuất hiện, đó là thằng anh gray này lại đến gây sự với cậu. cậu ta nói rằng phải cảm ơn sai ca vì năm xưa đã đổi vị trí cho mình vào quân đội rồi mới biết nó hợp với gray hơn là trường học. Mới có một năm chứ nhiêu hả má, nhưng mà vẫn muốn gỡ lại trận ăn hành của thằng em nên cậu ta lại thách đấu Saika. Thấy hai anh em nhà này lớn đầu rồi mà vẫn bắt nạt nhau, Amzu quyết định đứng ra chiến đấu thay cho Saika. Thôi thì đánh với thủ khoa cũng được coi như để khởi động trước khi đánh trận chính. Trận đấu vừa bắt đầu Amzu đã lao lên giành lợi thế, Này thì chấp kiếm gỗ này giờ game nó một chiều trưa. Tưởng chừng như đã giành chiến thắng nhưng Amzu lại để lộ sơ hở, Gray đã lừa cô một cú và đánh bay thanh kiếm trong thực chiến thì phải dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng chứ đương nhiên sẽ không đánh lại đâu vì trận tiếp theo là dành cho thằng em dai rồi sai ca cũng đành chiều theo dù đã biết mình chẳng thể nào thua được rồi lúc này một người khác cũng đi ra hóng hớt trận đấu kiếm cô nói gray hãy cố lên dù có thua thì cậu cũng sẽ có một bài học thích đáng đấy đéo mẹ chưa đánh đã bảo thua rồi gray chán quá đếch thèm đánh nữa thì ra người con gái ấy chính là thánh công chúa fiona đó không phải là một danh hiệu chính thức nó là bằng chứng cho sản phẩm mà tiên đế và vu nữ để lại thì ra là vì có thánh công chúa nên sai ca mới phải đồng ý đưa am du và ma về nhà chứ bố mẹ cậu đâu có tha thiết gì cuộc gặp gỡ này đâu nói vậy có hơi mất quan điểm fiona là một người rất quan trọng liên quan tới chính trị vì năng lực của cô là nhìn thấy được trước tương lai ngay khi biết được năng lực đó cô đã biết mình được sinh ra để làm gì rồi cô muốn gặp am du để xem có giống với dũng sĩ mà mình đã gặp trong giấc mơ tiên tri hay không con nhỏ này đòi hỏi hơi nhiều nhưng là thánh công chúa thì phải chịu thôi trong bữa cơm tối hôm đó, Fiona cứ nói những câu khó hiểu khiến mọi người không biết đáp lại ra sao, cũng may Saika Văn hay chữ tốt đã ứng phó kịp thời. Đúng là bộ não của thiên tài nó rất khác so với người bình thường. Tối hôm đó Saika đang nói chuyện với Yuki thì đột nhiên Amju đi vào. "Con gái con đứa nửa đêm rồi vào phòng con trai làm gì vậy? Tự nhiên chán chán và thấy trống trải, cần ai đó lấp đầy khoảng trống hay sao?" Amju hỏi sau khi tốt nghiệp thì Saika muốn làm gì, có lẽ cô sẽ trở về nhà và làm mạo hiểm giả đó là đam mê của cô rồi còn sai ca cũng không định học lên tiếp mục đích của cậu đến thế giới này là dùng am du làm lá chắn mà sai ca nói rằng mình sẽ giữ lời hứa lúc trước ở dưới hầm ngục sẽ trở thành mạo hiểm giả đi chinh phục thế giới cùng với cô nghe xong mà muốn đổ gục luôn ấy chứ sai ca còn chém gió thêm mấy lời ong bướm nói dối không hề chớp mắt nha chị em cẩn thận mấy thằng văn hay chữ tốt vào không là bị nó lùa đấy sáng hôm sau cả bọn dẫn thánh công chúa đi tham quan khu dân cư sinh sống ở đây rất là bỡ ngỡ nha lần đầu được thấy cảnh nghèo hèn như vậy đúng là thánh công chúa có khác lại còn đòi nắm tay người ta như vậy nữa, đi dạo quanh một lúc thì hết cái thị trấn. Chẳng biết đi đâu nữa nên Fiona đòi ra chỗ công trường chơi, lại thích đến mấy cái nơi nguy hiểm vậy à. Vừa nói xong thì một thanh sắt bị đứt dây rơi xuống. Gray và Amzu nhanh tay đã bảo vệ được cô, nhưng Saika lại đứng đơ ra chẳng làm gì cả. Vì cậu đã tin hai người kia sẽ phản ứng kịp hay là cậu biết cô công chúa này đã tiên tri được chuyện này. Không hiểu sao càng ngày cô công chúa điện hạ này lại càng dính lấy Saika một người thì liên tục đi tìm một người lại chỉ muốn trốn tránh càng xa càng tốt xem ra anh chàng này cũng rất đào hoa số hưởng đấy chứ nhưng cậu xin từ chối vì cái năng lực của cô ấy rất có thể gây nguy hại đến kế hoạch của cậu đang trốn thì gặp am du vừa mới đi đánh nhau về không hiểu sao cô không thể thắng nổi gray mặc dù tranh nhau có mấy tuổi thôi và gray cũng chỉ có kinh nghiệm chiến đấu một năm còn am du đã đánh quái vật từ nhỏ rồi đấy bảo cái anime này nó vô lý như vậy đấy a du nói rằng ngày mai là phải trở về học viện rồi ít nhất hãy dành cho fiona ngày cuối cùng đi chứ nhìn thấy cô nàng đang phải đánh cờ một mình thấy cũng tội nghiệp saika quyết định ngồi xuống đánh cờ cùng với cô ngoài cậu ra chẳng một ai dám đấu với fiona vì cô đánh cờ quá giỏi hoặc là cô đã nhìn trước các nước cờ nhưng chắc cô không làm cái trò dơ giấy ấy đâu fiona nói rằng mình sẽ chấp saika vài quân cờ chỉ dùng mỗi tướng và tốt thì sao có thể thắng được chứ để trò chơi thêm thú vị họ đã cá cược với nhau người thua sẽ phải thực hiện bất cứ yêu cầu nào của người thắng Vừa đánh cờ vừa nói chuyện chính trị, như mình ăn rau muống bàn chuyện thế giới vậy đó. Saika nghĩ rằng Fiona chính là quân cờ mạnh nhất, một nhà chính trị điều khiển được cả vua lẫn quân không thể bị đánh bại. Câu trả lời rất xuất sắc nhưng Fiona lại nói rằng, quân cờ mạnh nhất nó nằm ở đây, trên bàn cờ không có gì cả nhưng trên thực tế, ở đây có rất nhiều thần dân của cô, tuy họ là những người yếu thế và không có kỹ năng chiến đấu, nhưng họ có sức mạnh của số đông có thể lật đổ được cả một triều đại. Mãi nói quá mà Saika không biết mình đã thua từ lúc nào. Fiona cảm ơn vì cậu đã chịu chơi với cô cô sẽ nghĩ ra thứ gì đó hay ho để cho cậu làm quay lại với biệt đội báo thù kia chúng đã sát hại một đoàn người để bồi bổ năng lượng và sức mạnh cả năm tên đều mang trong mình một dòng máu quỷ đặc trưng của ma tộc kết hợp lại có thể sẽ là một đội rất mạnh đấy anh em để ý thì có một con bò tót nó đang rất muốn trả thù cho thằng anh của nó đã bị sai ca cho bay màu ngay tập một ấy vì tương lai của ma tộc nhiệm vụ của bọn chúng là tiêu diệt dũng sĩ ngay khi chưa bộc phát hết sức mạnh Nhiệm vụ này bắt buộc phải thành công nếu không thì cút hết. Hôm sau mọi người chia tay nhau để quay lại công việc của từng người. Ray sẽ hộ tống Fiona trở về cung điện. Nhóm của Saika cũng được đi ké luôn. Tưởng vui sướng thế nào ai ngờ cũng áp lực vãi ỏ. Đi được một đoạn thì có ngay một cuộc tấn công. Nhìn thì giống đạo tặc nhưng mà không phải. Chúng là sát thủ được phái đến để giết Fiona. Hẳn là thế lực thù địch nào đó muốn xóa bỏ cái năng lực nhìn trước tương lai của cô. Phải chăng cô đã nhìn thấy trước nên mới chuẩn bị nhiều xe ngựa cải trang thế này, lại rủ cả nhóm của Saika đi cùng nữa, nhưng đấy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả. Một mình Saika là đủ đánh cái lũ này rồi, không những không thể tấn công vào chiếc xe. Dù cho có sử dụng cả vũ khí lẫn phép thuật, ngược lại còn bị dây leo của Saika bắt sống, Fiona nói rằng cô sẽ đưa hết những tên này về vương đô để tra khảo. Tương lai mà cô nhìn thấy vừa có thay đổi một chút, thay vì có nhiều đợt tấn công thì có vẻ những đội còn lại đã bị giết bởi một lý do nào đó. Anh em cũng đoán được là do biệt đội báo thù rồi đúng không? Đến Vương Đô mọi người chào tạm biệt nhau. Fiona cảm ơn mọi người đã cho cô một khoảng thời gian rất vui và ý nghĩa, mong rằng sau này sẽ còn gặp lại nhau nếu còn sống, mong rằng gặp ở trên giường chứ không phải trên chiến trường. Vừa về tới trường đã bị hiệu trưởng gọi vào làm việc rồi. Lần này Saika sẽ làm đại diện phát biểu cho học viên mới giống như Amzu của năm trước. Muốn làm người bình thường mà cuộc đời làm khó mình quá. Hơn nữa Saika cũng đã cảm nhận được sắc khí của biệt đội báo thù đang ở rất gần đây, thay vì để mọi người cùng nhau chiến đấu cậu lại chọn cách tự mình giải quyết hết mọi chuyện nếu chuyện này lộ ra ngoài thì mọi người lại e sợ trước sức mạnh của cậu có khác gì ở kiếp trước đâu chứ năm tên kia đã đến thành phố và đang đứng trước cổng học viện đây rồi à đâu đứng ở vách tường chứ làm gì dám đứng trước cổng tên đội trưởng là quỷ thần với con mắt nhìn thấu được mọi thứ hắn có cảm giác lo sợ nhưng lại cho rằng mình đang hồi hộp chứ mọi người ở đây đều rất tự tin là sẽ giành chiến thắng dễ dàng dù sao trong học viện toàn bọn con nít bao gồm cả tên dũng sĩ Quyết tâm thì có đấy nhưng để xem bản lĩnh tới đâu, vừa dịch chuyển vào bên trong là gặp ngay đám xương màu đỏ này. Mới ban nãy đâu có thấy đâu nhỉ, nhìn quen không anh em, đây là cái bẫy mà Saika đã chuẩn bị từ trước. Chúng tách nhau ra mỗi tên một nơi để truy tìm dũng sĩ, vì thế Saika muốn gom chúng lại một chỗ để xử cả thể luôn. Chỉ có một điều nằm ngoài dự tính của Saika, đó là ma Bell, cô luôn luôn cảnh giác việc thương hội sẽ tới đây để bắt cô, tên quỷ đó mãi mới tìm thấy một đối thủ xứng tầm nhưng chắc là đang nói về sức mạnh cơ bắp khá bất ngờ vì một cơ thể nhỏ bé thế này lại có thể vác cái rìu to và sức mạnh ngang ngửa hắn nữa thế nhưng có vẻ hắn vẫn hơn ma beo một bậc vì có cơ thể kháng mọi loại ma pháp tí nữa thì ăn ngay một cái giã vào đầu may mà sai ca đã nhanh tay đổi chỗ cho cô với phù nhân cả bốn tên còn lại đều chiến đấu với phù nhân của cậu rồi tập hợp lại một điểm bây giờ chúng mới nhận ra có điểm bất thường tên đội trưởng định cho rút lui thì sai ca xuất hiện làm sao có thể đến rồi về nhanh như thế được đây đâu phải cái chùa đâu mà thích thì đến không thì đi với con mắt nhìn thấu được mọi chuyện tên đội trưởng chỉ biết câm nín không tin được những gì mình thấy chưa kịp nói cho những tên khác biết thì tên quỷ đỏ đã bay luôn cái đầu rồi xem ra vẫn còn non lắm à ta nhãn bay lên hóa đá sai ca nhưng không thành thử làm đối thủ với con rắn hàng thật này xem con bạch xà cũng sở hữu con mắt thứ ba nhưng ở chỗ nào thì tôi chưa thấy gần như ngay tức khắc ả à kia như lên cơn rồi chết luôn tại chỗ từng tên từng tên một lao lên như muốn xin được chết mặc cho tên đội trưởng đã ngăn cản nhưng con thỏ này vẫn lao lên hắn có khả năng triệu hồi và thuần hóa nhưng tất cả đều vô tác dụng ngược lại còn làm mồi cho con rắn vừa mới thuần phục xong lúc này tên đội trưởng nói con bò hãy sống sót mà trở về báo với mọi người tên ma vương tồi tệ nhất đã được sinh ra để bảo vệ dũng sĩ con bò có phép dịch chuyển nên khả năng chạy về được là cao nhất còn tên kia thì làm sao có thể đỡ được chiêu biển lửa này đây tuy đã thoát được ra bên ngoài nhưng trong tay của sai ca vẫn còn phù nhân của hắn thích giết lúc nào mà chẳng được đây mới là thứ sức mạnh đáng sợ này mọi chuyện có vẻ đã kết thúc rồi vài ngày sau đến buổi khai giảng cho học viên mới sai ca chuẩn bị thay mặt toàn bộ học viên lên phát biểu cứ nghĩ lần này sẽ ổn áp hơn lần trước nhưng không phải ngay lúc đấy quân đội hoàng gia đã xông vào để áp giải am du cô bị cáo buộc là đã giết sứ giả của ma tộc phái đến đây là hành vi phản bội tổ quốc cần phải bắt giam xét xử xem ra bọn này khôn hơn những gì mà sai ca nghĩ tạm thời cứ để bọn chúng bắt am du đi người bình thường sẽ nghĩ là nếu cô vô tội thì sẽ được thả sớm thôi nhưng đâu thể có chuyện đó được chứ vì cô là dũng sĩ mà, Saika đã đến hỏi hiệu trưởng nhưng bà ta cũng thể giúp được gì. Đây là lệnh trực tiếp từ phía đế đô còn đây chỉ là một cái học viện nhỏ bé, bà ta cũng khuyên Saika đừng dại mà làm liều vào lúc này, nhưng chờ đợi không có trong từ điển sống của cậu. Vì không muốn Ma Bell và Efa dính tới chuyện này nên cậu đã nói dối là sẽ ngồi đợi am du được thả, đêm hôm đó Saika triệu hồi rồng thần ra. Lần này nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu mà nó đã nhận ra ai mới là chủ của mình, có thể sau chuyện này cậu sẽ phải mất hết những nỗ lực từ trước tới nay. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, bây giờ Saika đang rất tức giận, cậu lập tức cưỡi rồng bay thẳng đến Đế Đô, có vẻ rộng rãi phết đấy. Cậu dùng tức thần để tìm ra nơi Amzu đang bị nhốt, chỉ có thể là đại lao thôi chứ ở đâu được mà phải tìm. Saika bước xuống từ từ một cách dễ dàng. An ninh gì mà lỏng lẻo thế này, chắc phải làm gì cho game nó khó một chút. Cậu đi thẳng tới cánh cổng để chạm mặt lính canh. Một học sinh thì không thể thâm nhập vào đây được nên anh ta đã thổi còi báo động. Ngay lập tức đám linh như thể đã núp sẵn từ trước ngoi lên. Những mũi tên bắn về phía cậu đều vô tác dụng, chơi với nhau một lần rồi mà chẳng nhớ gì cả thế này. Nhưng mà dùng tên lửa thì cũng khó chịu phết đấy, Saika đáp trả bằng ngọn lửa màu xanh, là ngọn lửa linh hồn không bao giờ tắt. Các chiến binh bắt đầu nao núng dần, nhưng với sự tức giận đang cháy trong người thì Saika không tha cho thằng nào cả. Gọi cả quỷ ra để làm thịt thì sao mà đỡ được. Hình ảnh vô nhân tính giờ đây của Saika không khác gì một ma vương cả, chúng nó gọi thế không sai tí nào. Trận chiến cứ như vậy một mình cậu cân cả tòa thành, đám lính nào vừa ra là bị vật tay chân trong một nốt nhạc. Cuối cùng thì cậu đã gặp được du cô trách cậu sao lại làm điều vô nghĩa vậy, hậu quả sẽ rất lớn nhưng với saika thì đó chẳng là gì với tính mạng của dũng sĩ ai cũng biết chỉ mình am du không biết mình đã được chọn làm dũng sĩ saika nghĩ rằng cô giống mình ở kiếp trước sở hữu sức mạnh vô song khiến mọi người xung quanh ghê sợ và muốn loại bỏ sẽ không có chuyện ngồi chờ am du sẽ trở về đâu nên bây giờ chính là lúc thích hợp để chạy trốn chưa kịp thì lại chạm mặt gray và fiona ở đây không ngờ ngày tái ngộ lại sớm đến vậy saika tính xử luôn cả hai người thì fiona muốn nói chuyện cô nói rằng saika đã hiểu lầm mọi chuyện rồi với thời nay mà nói thì dũng sĩ và ma vương chỉ là những nhân vật lỗi thời Ngày xưa Dũng sĩ có thể là anh hùng thống trị tiêu diệt ma quỷ, nhưng bây giờ đã khác cả người và quỷ đều đang sống rất yên ổn. Sự tồn tại của Dũng sĩ chính là mùi lửa chiến tranh nên cả hai phe đều muốn loại trừ, nhưng Fiona đang cố gắng nghĩ cách để Amzu không phải chết mà vẫn quay về học viện. Nhưng Saika không tin vào những lời đó, với một người sở hữu năng lực nhìn trước tương lai thì sao cậu có thể tin tưởng được chứ? Saika vẫn quyết định sẽ đưa Amzu đi ngay trong tối nay. Cuộc đàm phán có vẻ không có hiệu lực rồi. Fiona đành ra lệnh cho binh lính rút lui và để cho Saika đưa Amzu đi vậy là lời hứa ngày trước thua cờ đã không được thực hiện rồi saika đã quá ích kỷ và không chịu tin bạn bè đến lúc biết rằng cả grey lẫn fiona đều chăm sóc cho Amzu khi cô bị nhốt cậu đã cảm thấy hối hận một chút và muốn bù đắp gì đó saika không giấu sức mạnh của mình nữa cậu dùng thuật cải tử hoàn sinh trả lại cảnh vật và mạng sống của những binh sĩ chết hồn chưa kịp bay dù đã biết saika rất mạnh nhưng cả hai người đều không tin vào mắt mình một câu chuyện nhảm xít gì đó vừa diễn ra ngay trước mắt tôi thật nhanh đau hết cả đầu Fiona sớm đã biết được Saika chính là ma vương của thời nay, từ nhỏ cô đã luôn dùng năng lực của mình để nhìn thấy cậu ấy mà. Nhưng ma vương này rất tốt bụng và luôn muốn bảo vệ dũng sĩ, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, Saika và Amzu cùng nhau trở về học viện. Họ hứa với nhau lần thứ ba rồi đấy, tốt nghiệp xong sẽ cùng nhau làm mạo hiểm giả và đồng hành với nhau đến chết. Bộ anime nhảm xít này đến đây là hết rồi, mong rằng tác giả đừng ra phần 2. Please welcome the Death next